khu vực trung tâm Hà Nội mình, đố các bạn nào mà tìm được một cái khu nhà trọ mà có một cái không gian mà rộng rãi như cái tòa nhà mình đang ở đây. Đây các bạn thấy không? Nhà trọ mà có một cái không gian sân trống rộng như thế này mà nó nằm ngay trường Đại học Tài nguyên và Môi trường. Đấy, chỗ mà chúng ta có bạn bè hay là chỗ mà chúng ta khi chúng ta có việc, chúng ta ra khỏi phòng, ta vẫn có những cái ghế như kiểu chúng ta ở văn phòng để ngồi. Rồi cái khu vực để chúng ta ngồi, có bạn đến đây ngồi uống nước, hay là đây cũng chính là cái khu vực để chúng ta nấu cơm, sau là chúng ta ngồi chúng ta ăn. Ở đây thì bên mình đang xây dựng cái mô hình ở, là mô hình ở ghép với nhau, ở ghép nhưng lại độc lập với nhau các bạn ạ. Đó là mô hình hộp ngủ, đúng không? Hộp ngủ thì rất nhiều người có những ý kiến trái chiều với nhau về cái việc mà sao không rủ nhau thuê, nhưng mà để mà rủ nhau thuê được ở chung trọ với nhau ấy thì cũng có rất nhiều các vấn đề phức tạp, và mình nghĩ rằng các bạn đang ở chung với những người khác, trong con người của các bạn cũng đang có những cái vấn đề khi mà chúng ta ở chung với nhau. Thế thì khi ra đây ấy thì chả ai phải phụ thuộc ai cả, cơm ai người đấy ăn, cơm ai người đấy nấu, phòng ai người đấy ngủ, và cái việc mà liên quan đến cái vấn đề chung ấy thì đã có bên mình lo. Đấy, thì đây là một trong những cái mô hình mà chỉ có 2 tầng thôi, 2 tầng thôi, về vấn đề an toàn phòng cháy 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 nổ ấy thì các bạn không phải lo đâu. 2 tầng thì rộng rãi như này thì cháy làm sao mà không có lối thoát, không có lối chạy, đúng không? Nên là không phải lo. Thì ở đây là bên mình đang có cái thời gian khai trương là 1 tháng, là đang khuyến mại cho mọi người là ở chỉ 1 triệu đồng 1 tháng thôi. Đấy, nên là chúng ta hãy nhanh tay đến đây, 1 triệu đồng mà không phải đóng thêm bất kể một chi phí gì, điện nước các bạn không phải đóng, chi phí dọn dẹp vệ sinh, chi phí dịch vụ như kiểu mô hình trọ truyền thống ấy cũng không phải mất luôn. Đấy, có người khác dọn dẹp vệ sinh, lau chùi cho các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy không, môi trường ở trọ gì mà lại sạch sẽ như này. Đấy, điều hòa tủ nóng lạnh này, đấy, tủ lạnh này, máy giặt này, tất cả mọi cái, bếp núc đã có sẵn sẵn cho các bạn rồi. Các bạn chỉ việc xách vali đến mà ở và ăn uống sinh hoạt thôi. Nên là hãy đến ngay với cái tòa nhà của mình ở ngay trường Đại học Tài nguyên Môi trường để mà ở những môi trường này nhé. Nếu bạn nào làm ở khu vực Bắc Từ Liêm thì đến đây ở, đi làm ở cũng rất phù hợp, vì mình có 3 phòng nam nữ tách riêng, mỗi phòng chỉ 6 người và đến có 4 nhà vệ sinh, 4 nhà vệ sinh các bạn nhé. Thì đến nhanh nhanh tay lên, vì cũng mỗi phòng chỉ còn 1-2 slot nữa thôi. À, bên mình nấp phòng rất là nhanh.